Hello các bạn, thì thầy thấy một số kênh thì thấy là có một số người dân châu Phi là nói được tiếng Việt Nam. Thế thì tiếng Việt Nam phổ cập được càng nhiều thì rất là điều rất quý báu. Chẳng hạn như một số người họ là đi làm ăn ở Angola, rồi họ hướng dẫn người dân ở châu Phi để trồng trọt và họ phổ cập cái tiếng của Việt Nam. Và cái tiếng của Việt Nam được nhiều người biết đến là một điều rất quý. Hôm nay thầy sẽ gửi một số bài toán đến cho những cái người dân châu Phi mà biết tiếng Việt, một số bài toán sau. Thế thì cái dạng toán mà thầy muốn nêu ở đây là một số nhân với 9. Đấy. Chẳng hạn số 12 nhân với số 9. Đấy. Thì ở đây bạn có thể nhân bình thường, nhưng mà đây thầy sẽ tách con chữ 9 này đã là bằng 10 trừ 1. Ok chưa bạn? Và đó kết quả này bằng 12 nhân với 10 trừ 1. Đấy, bằng 12 nhân 10 trừ 12 bằng ở đây 120. Ok chưa? Trừ đi 12. Đấy. Thì đây sẽ bằng là gì? Là 8 này. Đấy, ok. Còn 1 trừ 1 là 0. Đấy, 108 các bạn nhé. Bây giờ mở rộng cái số 9 này bởi cái số 99. Cũng vậy ta lấy 12 nhân số 99 thì ta sẽ thấy ra 99 là bằng 100 trừ 1, và cái này ta sẽ biến đổi thành là 12 nhân cho 100 trừ 1 đấy bằng 1200. 1200 trừ đi 12, vậy đây đấy, 8 này. Ok, còn 9 trừ 1 là 8, 1188. Ok chứ các bạn à. Tương tự như vậy các bạn có thể thiết lập các bài toán tương tự nhé.